Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà Xanh Đồ Xin. Ngày hôm nay thì nhà Xanh Đồ Xin sẽ lên cho quý anh chị những mã quần mặc ở nhà đồng giá là 180k trên một sản phẩm và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để được nhà Xanh Đồ Xin tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ là những cái sản phẩm quần mặc ở nhà với các cái chất liệu co giãn rất là tốt và đảm bảo là quý anh chị chúng ta mặc sẽ rất là thoải mái dễ chịu. Hy vọng là quý anh chị chúng ta có thể là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý thì chúng ta thật sự ý. Và thời gian làm việc của nhà Xanh Đồ Xin sẽ là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên là nhà Xanh Đồ Xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một sản phẩm quần với cái tông màu đen. Nó sẽ là kiểu đen muối tiêu, đó nó sẽ không phải là kiểu đen tuyền. Mã sẽ là H118, chiều dài là 101, bụng là 82-94, đùi là 31 và ống là 14 cm. Quý chị chúng ta vừa vặn với cái kích thước của sản phẩm thì có thể là lựa cho em này, chúng ta mặc ở nhà sẽ rất là thoải mái dễ chịu. Vì như vừa rồi em đã giới thiệu thì cái sản phẩm của mình sẽ là cái chất liệu co giãn rất là tốt, nó sẽ là cái chất liệu vải cốt tông cực kỳ là mềm mịn và chúng ta mặc thứ nhất là mặc đi ngủ ở nhà nó sẽ rất là thoải mái, thứ hai là mình có thể là lựa chọn những cái sản phẩm này chúng ta mặc đi chạy bộ, đi tập thể dục thể thao buổi sáng cũng rất là ok. Mã của sản phẩm sẽ là mã H118 với cái thiết kế cạp chun co giãn rất là tốt và có thêm một cái dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh cho cái phần bụng nó vừa vặn với mình, và sẽ có phần túi chéo để quý chị chúng ta đựng đồ, đựng ví tiền, điện thoại. Form dáng sẽ là một cái form tương đối ôm để quý chị chúng ta mặc cho nó gọn gàng. Tất cả các sản phẩm của mình thì đa số nó sẽ được bo chu, được bo ở cái phần gấu như này đó để cho cái ống quần của mình trông cho nó gọn. Mã sẽ là H118 cho một sản phẩm quần với tông màu muối tiêu. Và con này thì khả năng nó sẽ là của Uniqlo, đúng rồi. Con này cũng là một con của tag đen của Uniqlo này. Đó, tem mác các thứ là đầy đủ nên là quý anh chị chúng ta yên tâm. Tiếp theo chúng ta có một con quần với cái tông màu đen. Con này thì thiết kế lại rất là lịch sự nhã nhặn, quý anh chị có thể là lựa em này chúng ta mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi đi làm cũng được luôn. Vì cái sản phẩm của mình có thiết kế phần cúc bật này, đó và có khóa rất là cẩn thận, quý anh chị chúng ta sử dụng rất là thuận tiện với cái phần cúc bấm như thế này. Và cái cạp của nó cũng là cái cạp chun co giãn rất là tốt. Mã sẽ là H119, chiều dài là 92, bụng là 74-90, đùi là 28 và ống là 16 cm. Form dáng suông và cũng tương đối là ôm. Đó, bác nào mà chúng ta lựa em này mặc đi chơi đi làm cũng rất là hợp lý. Chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu co giãn cũng tương đối là tốt. Đó, và vải rất là dày dặn nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc rất là thích luôn, chất liệu vải mềm mịn. Mã sẽ là H119. Và cái thông số của sản phẩm thì nhà Xanh Đồ Xin sẽ ghi rất là cẩn thận đầy đủ ở bên trên phía bên trái màn hình của quý chị chúng ta có thể lưu ý một chút để chúng ta chủ động lựa chọn cho mình những cái sản phẩm sao cho nó thật là vừa vặn. Và các thông số là có thể sai lệch đi khoảng 1-2 cm không đáng kể, vì là nhà Xanh Đồ Xin đo thủ công, đo bằng tay nên là quý chị hy vọng là quý chị chúng ta có thể thông cảm. Mã sản phẩm này sẽ là H119. Có bác nào mà muốn ăn mặc gọn gàng và thứ hai là cái những cái tông màu basic đơn giản thì quý chị chúng ta có thể lựa chọn cho em này một cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng rất là được rất là nhiều các trường hợp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con tông màu rêu này, lại cần một chút để các bác có thể là quan sát thật kỹ cái tông màu cũng như là cái chất liệu của sản phẩm. Mã của sản phẩm này sẽ là H120, chiều dài là 98, bụng là 66-74, đùi là 25 và ống là 14 cm. Mã H120 cũng là với cái form dáng suông và ống tương đối ôm. Con này sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta mặc trong mùa đông năm nay, vì là cái lớp lót của nó sẽ là cái lớp lót nỉnh bông như này, đó rất là ấm luôn. Và cái sản phẩm quần của mình cũng rất là dày dặn, mặt đằng sau có thiết kế túi này, đằng trước cũng có túi chéo để quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Và con này thì cũng là một sản phẩm của Uniqlo, tag đen cực kỳ uy tín xịn sò luôn. Các bác chúng ta theo dõi nhà Xanh Đồ Xin lâu thì chắc hẳn là không xa lạ gì với cái thương hiệu Uniqlo rồi. Đây là một trong những cái thương hiệu mà em thấy là được khá nhiều người Việt Nam chúng ta ưa chuộng, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Mã của sản phẩm này sẽ là H120. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ cho nhà Xanh Đồ Xin để đặt hàng, form dáng rất là đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần với tông màu bò này. Đó, nó sẽ là cái tông màu nâu, nó sẽ kiểu nâu nhạt nhạt một chút. Mã sẽ là H121, chiều dài là 91, bụng là 70-84, đùi là 27 và ống là 13 cm. Con này cũng là một trong những cái sản phẩm với cái form dáng cơ bản basic để chúng ta lựa mặc ở nhà, mặc đi ngủ sẽ rất là thoải mái. Chất liệu thì co giãn rất là tốt này, chất liệu nó sẽ là cái chất liệu cốt tông. Và bên trong này thì chúng ta sẽ thấy đây cũng là một sản phẩm của Uniqlo,
tem mác các thứ là đầy đủ, và con này sẽ là được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Những cái hàng của Uniqlo thì nó đang thiên hướng về những cái dòng sản phẩm mà chúng ta mặc sao cho nó thoải mái, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn những cái sản phẩm này về mình mặc rất là thích, rất là ưng luôn. Mã của sản phẩm này sẽ là H121. Bác nào muốn mặc màu sắc nổi bật mà vẫn đảm bảo là nhã nhặn lịch sự thì chúng ta hãy lựa chọn con này, một con với cái màu sắc rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta có một con với tông màu đen. Con này sẽ là một con của SKWA này, Active Lightwear đó. Và mã của sản phẩm này sẽ là H122, chiều dài là 86, bụng là 68-90, đùi là 28 và ống là khoảng 11-14cm. Quý chị có thể mặc vừa, cái ống nó sẽ là kiểu bo chun lại ở phía dưới như thế này. Đó, nên là những cái sản phẩm này thì thường là những cái sản phẩm chúng ta mặc sẽ rất là gọn gàng, rất là ôm này, nhưng vẫn đảm bảo cho mình là rất là thoải mái, dễ chịu. Vì là cái chất liệu của nó là cái chất liệu vải cực kỳ mềm và có cái độ co giãn tương đối tốt, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn. Con này thì sẽ là cái thiết kế cạp chun cũng co giãn rất là tốt luôn, và có thêm cái phần dây ở bên trong để quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp này. Và đây cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta sẽ thấy là tem mác rất là đầy đủ ở bên trong này. Đó, tem mác các thứ là đầy đủ ở bên trong. Đây là một cái tag của thương tem của thương hiệu đó, các bác có thể là chúng ta về chúng ta tìm hiểu thêm về sản phẩm. Mã rất là H120, với thiết kế có túi chéo hai bên này, túi có khóa cẩn thận luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm đựng đồ không lo bị rơi bị mất. Form dáng rất là đẹp, rất là dễ mặc dễ dùng, và đặc biệt những cái sản phẩm với cái tông màu trung tính như thế này thì quý chị chúng ta yên tâm là phối đồ với các sản phẩm cũng như phụ kiện khác nhau chúng ta phối rất là dễ dàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con quần với cái mã là H123, chiều dài là 94, bụng là 76-90, đùi là 27 và ống là khoảng 13-16cm, quý chị có thể mặc vừa. Con này sẽ là thiết kế gấu bo chu này, co giãn rất là tốt, cạp cũng là cạp chu luôn và có thiết kế cúc có khóa rất là cẩn thận cho quý chị. Và hai bên chúng ta sẽ có túi chéo rộng rãi để quý chị chúng ta sử dụng, mà đằng sau này thì sẽ là có một cái túi để mình đựng ví tiền điện thoại này. Mã của sản phẩm sẽ là H123, cho một sản phẩm quần tông màu xanh than, chất liệu mềm mịn, thích hợp chúng ta mặc ở nhà mặc đi ngủ rất là ok luôn, rất là dày dặn nên là quý chị chúng ta yên tâm. Và cái sản phẩm của mình cũng là cái chất liệu mà nó có cái độ co giãn tương đối tốt như thế này đó, mình đảm bảo mình mặc rất là thoải mái. Tiếp đến thì sẽ là một con quần với tông màu xám. Bác nào mà thích cái kiểu màu xám lông chuột mà nó tươi tắn, nó trẻ trung như thế này thì có thể lựa chọn em này. Mã sẽ là H124, chiều dài sẽ là 94, bụng là 68-88, đùi là 26 và ống là 12-14cm. Quý chị có thể mặc vừa. Đây, cái gấu nó bao giờ nó cũng sẽ được bo chun lại, rất là ấm, sẽ được bo lại như thế này. Và con quần của mình trông nó rất là gọn gàng. Và đây cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, một cái thương hiệu quá là quen thuộc với quý anh chị rồi. Cái phần cạp này của mình cũng là một cái cạp chua bên trong co sẵn rất là tốt, đồng thời có thêm một cái phần dây này để quý anh chị chúng ta điều chỉnh sao cho nó vừa vặn. Mã sẽ là H124, một con quần với form dáng rất là dễ mặc và cái màu sắc lên cũng rất là trẻ trung, chất liệu thì mềm mịn và có cái độ co giãn rất là tốt luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con quần rất là dày dặn. Con này sẽ là một con cực kỳ dày dặn luôn. Và với cái thiết kế hai bên sẽ là một cái đường kẻ trắng này. Trông cái form dáng nó rất là thể thao. Con này thì sẽ là một cái con form suông nhưng vẫn đảm bảo cho mình là mặc rất gọn gàng. Mã của sản phẩm là H125, chiều dài là 93, bụng là 86, đùi là 25 và ống là 16cm. Con này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Zara. Zara cũng là một trong những cái thương hiệu thời trang được quý anh chị, được mọi người, người Việt Nam mình rất là ưa chuộng đây. Zara thì có lẽ là cũng không còn xa lạ gì với quý anh chị rồi. Và con này sẽ có mã là H125. Ở đằng sau chúng ta có một cái tag nhựa này rất là xịn sò, với cái thiết kế hai cái túi để quý anh chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại, và cũng không thể thiếu được những cái phần túi chéo này rồi. Và con này cũng là một con được thiết kế có cúc có khóa rất là cẩn thận luôn, đều là hàng kim loại nên mình yên tâm về cái độ bền cũng như cái độ xịn sò của sản phẩm. Mã sẽ là H125 cho một con quần của Zara, chất liệu cực kỳ dày dặn với form dáng suông, rất là dễ mặc dễ dùng. Tiếp theo chúng ta có một con quần với tông màu đen này. Con này sẽ là mã H126, chiều dài là 86, bụng là 68-98, đùi là 27 và ống là 12cm. Cũng là một con quần thích hợp mặc ở nhà mặc đi ngủ rất là ok. Cái gấu cũng là bo này, đó, cái gấu sẽ là cái đường bo lại như này, nên là quý anh chị chúng ta yên tâm mặc rất là gọn gàng. Đường cái phần cạp của mình thì cũng là cạp chun co giãn rất là tốt, tem mác các thứ là đầy đủ ở bên trong.
có bác nào mà chúng ta đang cần những cái sản phẩm quần này chúng ta mặc ở nhà trong cái thời tiết mùa đông năm nay thì chúng ta nhanh chóng là lựa chọn những cái sản phẩm này. Thứ nhất là đảm bảo giữ ấm, thứ hai là mặc rất là thoải mái dễ chịu. Con này sẽ có mã là H126. Mọi thông số nhà sành Lucy sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình của quý chị để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi và chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm sao cho nó vừa vặn. Tiếp theo thì chúng ta lại có một con quần tông màu đen nữa. Những cái sản phẩm tông màu đen này là những cái sản phẩm mà chúng ta thường sử dụng mặc hàng ngày rất là ok, có thể phối hợp với tất cả các thể loại trang phục, quần áo với các tông màu khác nhau. Sản phẩm này sẽ có mã là H127, chiều dài là 95, bụng là 72-80, đùi là 27 và ống là 15cm. Đó, một con quần rất là basic nhẹ nhàng, cũng với cái thiết kế cạp chun co giãn, có thêm một cái đường dây để quý chị chúng ta điều chỉnh. Con này thì cái phần chun của nó sẽ dày hơn những cái phần khác này, những cái sản phẩm khác con này chun của nó sẽ phải khoảng là 4-5cm. Đó, đây là mặc rất là chắc chắn luôn. Và con này sẽ là thiết kế túi chéo rất là rộng rãi để quý chị chúng ta sử dụng. Mã của sản phẩm sẽ là H127 cho một con quần đen chất liệu cotton và co giãn rất là tốt, yên tâm mặc cực kỳ thoải mái dễ chịu luôn. Sản phẩm tiếp theo nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần thích hợp cho quý chị chúng ta vừa mặc ở nhà, vừa có thể là lựa chọn mặc đi chơi đi làm đều ok. Vì là mình có cái thiết kế của nó rất là nhã nhặn lịch sự, quý chị có thể quan sát thật kỹ các cái chi tiết của sản phẩm này. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Mã sẽ là H128, chiều dài là 96, bụng là 80, đùi là 27 và ống là 18cm. Con này sẽ có size là size M. Và cái sản phẩm của mình nó sẽ là cái tông màu trắng kem, lên form dáng cực kỳ trẻ trung nhã nhặn lịch sự. Form của nó sẽ là cái form suông rất là dễ mặc dễ dùng. Mã sẽ là H128. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này của thương hiệu Uniqlo thì có thể là liên hệ cho nhà sành Lucy để đặt hàng. Đó, tem mác các thứ là cực kỳ uy tín cho quý chị. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần với tông màu đen. Đó, đa số các sản phẩm của chúng ta nó sẽ là những cái tông màu trung tính như thế này, tối màu như thế này để quý chị chúng ta mặc ở nhà sao cho nó dễ dàng, đơn giản. Đó, mã sẽ là 1H129, chiều dài là 93, bụng là 80-112, đùi là 31 và ống là 18cm. Cũng là với thiết kế cạp chun co giãn rất là tốt và cái phần túi chéo rộng rãi để quý chị chúng ta sử dụng. Đó, chất liệu thì cũng là cái chất liệu có cái độ co giãn tương đối tốt này. Và đặc biệt em này sẽ là một cái con form dáng suông. Đó, một con form dáng suông ống tương đối là rộng nên là mình yên tâm, mình mặc siêu thoải mái luôn. Mã của sản phẩm này sẽ là H129, một con quần mặc ở nhà nhưng lại rất đẹp, rất là nhã nhặn lịch sự. Tiếp đến chúng ta có một con màu nâu này. Những cái sản phẩm tông màu nâu như này mặc lên lại rất là trẻ trung. Mã sẽ là H130, chiều dài là 90, bụng là 72-82, đùi là 29 và ống là 14cm. Dành cho bác nào thích mỏng mềm một chút thì chúng ta hãy lựa ra những cái sản phẩm như thế này. Mã sẽ là H120, cũng với những cái thiết kế rất là cơ bản, cạp chun co giãn tốt và cái chất liệu cotton đó, co giãn rất là tốt đấy. À, cái có một đặc điểm khác là con này sẽ là cái gấu, nó không có một cái đường bo. Dáng của em nó sẽ là cái dáng suông nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc rất là gọn gàng luôn. Quý chị có thể quan sát kỹ hơn một chút cái form dáng của sản phẩm này. Mã sẽ là H130. Sản phẩm của mình thì cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Đó, đa số các sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đều là các sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Đó, những sản phẩm mà mặc rất là thoải mái, người ta rất là quan tâm đến cái vấn đề là cái sự thoải mái trên các cái sản phẩm của họ. Mã tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần với mã H131, chiều dài là 89, bụng là 78-82, đùi là 31 và ống là 14cm. Một con quần form dáng suông tông màu đen. Tông màu đen này. Đó. Và cũng là với cái thiết kế cạp chun có túi trước cho quý chị chúng ta sử dụng, là một con quần thiết kế đơn giản, mình có thể là lựa chọn mặc hàng ngày, năm nào mình cũng mặc được luôn. Nói chung là những cái sản phẩm chất liệu như này nó cũng rất là bền, quý chị chúng ta có thể sử dụng năm này qua năm khác yên tâm, vẫn còn rất là đẹp. Mã sẽ là H131 cho một con quần tông màu đen form dáng suông, gấu được bo chun rất là gọn gàng. Tiếp đến thì sẽ là một con với cái tông màu ghi. Con này sẽ là một cái sản phẩm thiết kế tông màu ghi và phần cạp của nó sẽ là cạp chun này, cạp sẽ đổi màu một chút, nó sẽ sang cái tông màu đen để match với cả cái phần gấu cũng là cái bo chun màu đen này. Mã sẽ là H132, chiều dài là 96, bụng là 84-106, đùi là 28 và ống là 13-16cm. Quý chị có thêm màu vừa, con này quá là thích hợp để mình mặc ở nhà, mình mặc đi ngủ rồi hoặc các anh chị chúng ta có thể mặc đến phòng tập, mặc đi tập luyện, đi chơi, thể dục thể thao cũng rất là ok. Mà đằng sau
thì sẽ có thiết kế một cái túi có khóa này, ví chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại yên tâm, không cần đừng lo bị rơi bị mất. Mã sẽ là H132. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần với tông màu đen, cũng là một trong những cái sản phẩm với các cái thiết kế rất là cơ bản. Mã sẽ là H133, chiều dài là 89, bụng là 80-96, đùi là 30 và ống là 15cm. Con này là một con form dáng suông, cái đường gấu của nó sẽ là cái gấu không có bo đâu, nó không bo chun. Nhưng mà quý anh chị chúng ta thấy thì cái sản phẩm của mình cũng là một cái sản phẩm mặc tương đối ôm, tương đối là gọn gàng, có mặc rất là đẹp luôn. Mình hoàn toàn có thể lựa chọn sản phẩm này chúng ta mặc đi ra ngoài hoặc đi chơi cũng rất là ok, hoặc không thì mặc ở nhà, mặc đi ngủ thì lại rất là thoải mái, dễ chịu. Tông màu đen là một cái tông màu quý anh chị chúng ta có thể phối đồ với tất cả các thể loại quần áo màu sắc khác nhau. Mã của sản phẩm này sẽ là H133 cho một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Con này sẽ là một cái sản phẩm tác đen của Uniqlo này, nó rất là uy tín xịn sò. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một con quần cũng lại là một con quần đen nữa. Con này sẽ thiết kế hơi khác một chút là chúng ta sẽ có cái phần cúc. Con này sẽ là có cúc và khóa này. Tuy nhiên nó là cái cúc bấm nên là quý anh chị chúng ta yên tâm mặc rất là thuận tiện để quý anh chị chúng ta sử dụng. Đó, thiết kế bên trên thì rất là lịch sự nhã nhặn. Mình hoàn toàn có thể lựa chọn em này chúng ta mặc đi chơi đi làm cũng rất là hợp lý luôn. Mặt đằng sau thì sẽ lại là có cái thiết kế túi này, và túi của nó sẽ là túi có khóa luôn. Đó, các bác có thể là đựng các cái vật dụng quan trọng, mình không lo là bị rơi bị mất. Form dáng suông và cũng rất dễ mặc dễ dùng. Chất liệu vải thì dày rộng và có cái độ co giãn nhẹ để quý chị chúng ta mặc sao cho thoải mái dễ chịu. Mình hoàn toàn có thể lựa em này mặc đi chơi đi làm rất là đẹp. Vì thứ nhất là cái form của nó rất là lịch sự nhã nhặn, và cái thứ hai là cái chất liệu mặc cũng rất là thoải mái. Đó, con này sẽ có mã là H134. Sản phẩm tiếp theo mà nhà sành đồ xin giới thiệu đến quý chị là một sản phẩm quần với tông màu ghi. Con này sẽ là một cái chất liệu vải kaki mềm để quý chị chúng ta mặc sao cho thoải mái dễ chịu. Mã sẽ là H135, chiều dài là 95, bụng là 72, đùi là 28 và ống là 16cm. Bác nào mà thường mặc quần size 27 là quý chị có thể là mặc được em này. Đây sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Coen. Bên trên phần cúc cũng có logo của thương hiệu luôn. Và con này cũng là một cái thiết kế tương đối là lịch sự nhã nhặn với đầy đủ cúc khóa này. Và nó có thêm cho quý anh chị một cái đai nhựa ở bên trên như thế này để mình có thể điều chỉnh cái cạp sao cho nó vừa vặn. Mặt đằng sau thì sẽ là có một cái phần túi như vuông như này để quý anh chị chúng ta sử dụng. Mã của sản phẩm sẽ là H135. Đó, con này thì cái chất liệu nó tương đối là mềm mại nên là treo lên nó không được chuẩn form, đúng form cho lắm. Tuy nhiên quý anh chị chúng ta mặc lên thì sẽ thấy nó vào form rất là đẹp luôn. Mã sẽ là H135 cho một con quần tông màu ghi lên form là rất là trẻ trung. Tiếp đến sẽ là một con quần với tông màu xanh than. Xanh than cũng là một cái tông màu trung tính được quý chị chúng ta rất là ưa chuộng. Mã sẽ là H136, chiều dài là 93, bụng là 86-96, đùi là 32 và ống là 16cm. Đây là một sản phẩm quần phong dáng suông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái cho quý chị chúng ta lựa chọn. Chất liệu thì co giãn rất là tốt như này nên là yên tâm vì mặc siêu thoải mái dễ chịu. Và đây cũng là một cái form quần mà em cảm thấy là rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Đó, một con quần từ màu sắc đến chất liệu và form dáng đều được đánh giá rất là cao này. Mã sẽ là H136. Và sản phẩm của mình thì cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Và hôm nay chúng ta bắt gặp rất là nhiều các sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Và sản phẩm cuối cùng của chúng ta sẽ là một con quần với tông màu tương đối sáng. Nó sẽ là kiểu cái tông màu xanh, xanh đá, rất là đẹp. Mã sẽ là H137, chiều dài là 90, bụng là 80-100, đùi là 28 và ống là 17cm. Thiết kế cạp chun và cũng có cái dây để chúng ta có thể điều chỉnh, có phần túi trước, túi sau để quý anh chị chúng ta sử dụng, đựng đồ đấy, đựng ví tiền điện thoại. Form dáng suông, dễ mặc dễ dùng và vẫn đảm bảo cho mình được cái tính gọn gàng. Chất liệu thì khỏi phải bàn luôn, chất rất là đẹp và co giãn rất là tốt. Mã H137. Và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc của live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng. Và hy vọng là quý chị chúng ta có thể là lựa chọn cho mình một vài các cái sản phẩm trong những cái sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Và xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành đồ xi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành đồ xi ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.